Om Namah Shivaya, chào bạn thân mến. Nếu như bạn đã sẵn sàng rồi thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài tập ngày hôm nay với Nguyễn Hiếu nha. Nào, xin mời bạn điều chỉnh tư thế ngồi và trước tiên chúng ta sẽ cùng ngồi thiền thư giãn tĩnh tâm vài phút. Mời bạn điều chỉnh tư thế ngồi thật thoải mái. Kéo cái mông ra sau đi, rồi lưng giữ sao cho thật thẳng. Hai tay để trên đầu gối của bạn. Thả lỏng vai, thả lỏng và thư giãn cho khuôn mặt của bạn. Rồi mỉm cười nhẹ nhàng đi nào. Hãy hít vào một hơi thật sâu. Đẩy bụng căng phồng lên và thở ra, xẹp bụng lại, siết chặt bụng xuống. Hít sâu. Phình căng bụng lên nào. Thở ra, xẹp bụng lại. Hít vào thật sâu và thở ra từ từ. Hãy loại bỏ mọi suy nghĩ, lo lắng, công việc trong đầu. Tập trung tâm trí hoàn toàn vào hơi thở. Hãy hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm để cảm nhận. Và tưởng tượng như lúc này bạn đang ngồi trên một thảm cỏ xanh non, xung quanh đầy hoa trái. Khi hít vào, bạn mang theo nguồn năng lượng vô tận của vũ trụ, mang theo sức mạnh, tình yêu thương tràn vào trong cơ thể của bạn. Khi thở ra, hãy thở ra sức mạnh và tình yêu thương lan tỏa tới mọi sinh linh. Hãy hít vào thật sâu và thở ra thật chậm để cảm nhận nguồn năng lượng vô tận của vũ trụ đang tràn vào trong cơ thể của bạn, thẩm thấu vào từng tế bào, thẩm thấu vào các cơ quan nội tạng. Cảm giác cơ thể bạn đang ấm nóng dần lên và tràn đầy năng lượng. Hãy hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Từ từ hít vào. Thở ra và đưa tâm trí trở về với cơ thể của bạn. Đưa tâm trí trở về với cơ thể của bạn. Hãy hít vào thật sâu. Thở ra, bạn chắp hai tay trước ngực. Sau đó hít vào, bạn vươn hai tay lên, kéo giãn thật dài cho cột sống. Đẩy căng lồng ngực của bạn lên. Đó, vươn thẳng cánh tay, giãn duỗi, mở vai, mở ngực và mở từng đốt sống của bạn ra đi nào. Và bạn giữ ở đây, hít thở đều cùng Nguyễn Hiếu nhé. Hãy hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Hít bụng phình lên. Thở ra, xẹp bụng lại. Từ từ hít vào. Thở ra nhẹ nhàng, bạn hạ tay xuống, thả lỏng hai tay trên đầu gối, xoay thư giãn 1 2 3, sau đó bạn xoay ngược lại nè. 3 2 và 1. Đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu. Bạn giữ nguyên tư thế ngồi nha. Giữ nguyên tư thế ngồi. Hôm nay bạn thấy Nguyễn Hiếu có nổi bật không nào? Thảm vàng, áo vàng, rất là rực rỡ. Điều chỉnh tư thế ngồi nha. Thế, từ từ hít vào một hơi thật sâu. Bạn vươn hai tay lên. Vươn hai tay, đan tay lại. Đẩy căng lồng ngực về phía trước, kéo tay ra sau, duỗi thẳng cánh tay. Đó. Vươn thẳng, đẩy ngực này, vươn thẳng cánh tay, duỗi, từ từ hít vào, thở ra,
Bạn thắt chặt bụng lại, thắt chặt cái bụng lại, cong khom lưng ra sau, tay để trên đầu gối, duỗi thẳng cánh tay, giãn mở vai, mở đốt sống của bạn. Hai, hít vào, quay tay ra sau, đan tay lại. Sau đó bạn chỉ cần duỗi thẳng tay thôi, đan và duỗi thẳng ngực, chúng ta nó sẽ tự động vươn ra đằng trước. Thế đẩy căng 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 lồng ngực này, thở ra. Chúng ta tập 5 lần nha. Cong lưng, thắt chặt bụng lại, mắt nhìn rốn. 3, hít vào, vươn thẳng cánh tay lên, đan lại, duỗi thẳng tay ra sau, nâng nhẹ cằm lên, thở ra, vòng tay lại, cong lưng, thắt chặt bụng lại, khom siết chặt bụng. 4, hít vào, vươn tay lên, đan tay lại, duỗi thẳng căng cánh tay, đẩy căng lồng ngực nào, thở ra, thở hoàn toàn bằng mũi, cong lưng ra sau, thắt chặt bụng lại. Nhịp cuối cùng 4, hít vào, 5, xin lỗi các bạn, vươn hai tay lên, đan duỗi thẳng căng cánh tay, ngực hướng về phía trước, nâng cái cằm lên, thở ra, thắt chặt bụng lại, cong lưng ra sau, kéo giãn vai, cánh tay của bạn, từ từ hít vào một hơi thật sâu, đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu, thư giãn vai. Tập xong động tác này, ngực của chúng ta mở bung ra và hít thở rất là dễ dàng, đúng không cả lớp? Thư giãn đây nào. Rồi, xoay ngược lại. Xoay ngược lại, chúng ta tiếp tục nhé. Từ từ hít vào một hơi thật sâu. Vươn hai tay lên, vươn thẳng thôi, thẳng cánh tay. Sau đó bạn hạ khuỷu tay của bên phải hạ xuống ở khoảng giữa của chân. Thế. Rồi vặn người, vươn cánh tay trái lên, mắt nhìn theo tay trái. Hít vào thật sâu. Nâng vươn hai tay lên. Từ từ chúng ta hạ khuỷu tay trái. Hạ khuỷu tay trái. Rồi bạn vươn tay phải lên, mắt nhìn theo tay. Dễ đúng không cả lớp? Rồi hít vào. Vươn tay lên, thở ra, hạ khuỷu tay của bên phải xuống. Lần này chúng ta giữ ở đây, hít thở đều 10 giây nha. Nguyễn Hiếu đếm này. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào. Nâng vươn tay lên, thở ra. Chúng ta nghiêng qua bên phải, vươn thẳng cánh tay phải lên, giữ hít thở đều nào. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào. Bạn vươn hai tay lên, thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng tay thật chậm rãi. Bạn thu hai cái bàn chân của bạn lại, chụm hai bàn chân lại. Thế. Hai tay nắm lấy hai ngón chân cái, nắm vào cái ngón chân cái là chúng ta đang tác động đến hai cái bán cầu não của chúng ta, cân bằng não bộ, rung rinh thả mềm cho cái khớp háng của bạn đi. Hít thở đều, hãy hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm. Hít vào, thở ra. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào. Đưa hai tay bạn chống về phía đầu gối của bạn và thở ra. Bạn ép, ép này, đó. Bạn ép cái đầu gối xuống, sát xuống dưới sàn, mở ra. Sẽ có một số bạn thì sẽ hơi bị vênh lên một chút, tại vì do cái khớp quá cứng, nhưng không sao. Chúng ta cứ dùng tay nhún lên nhún xuống thì dần dần cái khớp của chúng ta nó sẽ mở bung ra một cách dễ dàng. Đổ cơ thể xuống,
một góc 45 độ. Hai, hít lên, lên thì thả lỏng tay. Thở ra, chúng ta lại dìm chặt xuống. Ba, hít lên. Thở ra. Hít bằng mũi và thở ra bằng mũi nha cả lớp. Bốn, hít lên. Thở nè. Năm, hít lên. Thở. Và bạn giữ ở đây, hít thở đều 30 giây. Hít thở đều 30 giây. Hít vào. Thở ra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào. Nâng thẳng cơ thể lên, thả lỏng cho khớp háng. Giữ nguyên tư thế ngồi nha bạn. Hít vào một hơi thật sâu. Vặn cái vai của bên trái, duỗi thẳng. Hai tay duỗi thẳng. Và vai trái được vặn về phía trước, nhưng mà hai tay duỗi thẳng. Rồi hít về giữa. Thở, bạn ấn tay vai bên phải, vặn này. Đó. Rồi hai tay duỗi thẳng, vặn qua bên trái. Hít về giữa. Thở, vặn qua bên phải, vặn và duỗi thẳng hai tay. Hít về giữa. Thở, vặn qua bên trái. Từ từ hít, đưa cơ thể về giữa. Lượt cuối cùng, thở ra, vặn qua bên phải. Vặn sau đó bạn ép vai xuống rồi duỗi thẳng hai cánh tay nha bạn. Giữ hít thở đều 5 giây. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít, đưa cơ thể về giữa. Thở ra, bạn vặn qua bên trái. Thẳng cánh tay lên, thẳng hai cánh tay nào bạn. Hít thở đều 5 giây nào. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào. Đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu và thở ra. Thả lỏng cho khớp háng. Bạn rung rinh thả lỏng cho khớp háng. Khép hai chân. Khép hai chân lại. Chúng ta rung. Thả lỏng cho bắp đùi và bắp chân của bạn. Rồi từ từ hai tay đặt về phía đầu gối. Kéo cái mông của bạn ra sau. Thế. Hít vào một hơi thật sâu. Đẩy căng lồng ngực. Thở. Cong lưng, cúi đầu, đưa hai tay về phía trước. Hai, hít vào. Đẩy căng ngực lên nào, mở tay ra sau, thở ra. Ba, hít. Thở. Bốn, hít. Thở. Và năm, hít vào. Thở. Kéo giãn thật dài, thật dài, thật dài, thật dài cho vai tay của bạn. Rồi từ từ hít, đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu. Bạn duỗi hai chân ra, mở rộng hai chân, kéo căng giãn dần cái mông của bạn. Hai chân mở rộng sang hai bên, mép thẳng, căng giãn, nhấn chặt chân xuống. Nhấn xuống cho cái gân của chúng ta nó mềm ra một chút nha bạn. Thở đều. Rồi từ từ hít vào một hơi thật sâu. Bạn nâng vươn hai tay lên, đẩy căng lồng ngực, hướng mắt nhìn theo tay. Thở ra, bạn vặn qua bên phải. Tay trái nắm lấy bàn chân của bên phải. Tay phải mở ra sau. Lưng chúng ta đừng cong lưng, phải ưỡn ngực về phía trước. Mở tay, mắt nhìn theo tay. Rồi hai, hít vào. Nâng vươn tay, đẩy ngực lên, ngửa mặt nhìn theo tay. Thở ra, tay phải nắm bàn chân của bên trái, kéo căng tay trái ra sau, mắt nhìn theo tay. Rồi hít vào thật sâu, vươn tay đẩy ngực lên. Thở ra, mở tay ra sau. Và lần này thì chúng ta giữ 10 giây nha. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào. Vươn tay lên. Thở ra. Vặn qua bên trái. Hướng mắt nhìn theo tay, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi sau đó hít vào. Bạn nâng vươn hai tay lên. Đẩy căng căng lồng ngực. Rồi gập cơ thể về phía trước. Đi bộ hai tay thật xa, thật xa, thật xa về phía trước. Bạn nhướng cái mặt của bạn lên. Hít thở đều và giữ ở đây 30 giây. Giữ 30 giây nha. Hít vào thật sâu và thở ra từ từ. Hít vào. Thở ra. Sau đó nhẹ nhàng bạn thu hai tay lại, hít vào một hơi thật sâu. Vươn thật căng hai tay lên, hướng mắt nhìn lên này, đẩy ngực lên. Thế rồi quay vặn qua bên phải, bạn chống hai tay ra phía sau mông, cách mông 25 cm. Ép cơ thể xuống. Nhấn trán. Nếu tới, còn nếu như không tới thì cũng không sao bạn nhé. Rồi chúng ta đổi bên, hít vào. Vươn hai tay lên. Đẩy ngực lên, thở ra. Vặn qua bên trái. Rồi vòng cuối, hít vào. Vươn hai tay nào. Vươn thẳng tay lên. Rồi quay vặn qua bên phải. Bạn giữ ở đây, hít thở đều 10 giây nha. 10, 9, 8. Ép hai mông xuống. 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào. Nâng vươn hai tay lên, đẩy căng căng lồng ngực, thở ra. Vặn qua bên trái. Hạ trán xuống. Giữ hít thở đều. Hít sâu. Thở chậm. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào. Nâng vươn hai tay và cơ thể lên. Thở ra. Hạ cơ thể gập úp xuống. Rồi bạn đi bộ hai tay. Vươn thật xa. Thật xa. Thật xa. Hai tay về phía trước. Sau đó bạn giữ ở đây. Hít thở đều 30 giây. Hít vào. Và thở ra. Hít vào thật sâu. Thở ra. Xẹp bụng lại, siết sâu bụng xuống. Vươn thật xa rồi từ từ hít vào. Bạn đi bộ tay trở lại một lần nữa, vươn hai tay, duỗi thẳng cánh tay, đầu cổ giữ thẳng và thở ra. Bạn hạ tay xuống, thả lỏng vai, thả lỏng hai chân ra nào. Rung rinh và thư giãn để thả lỏng cho hai chân của bạn. Hít thở đều. Lắc lư sang hai bên. Rồi, sau đó chúng ta gập chân qua bên trái nha. Hai tay chống về phía trước. Duỗi mũi chân ra. Duỗi mũi chân. Quay cái xương cụt lại. Quay xương cụt. Rồi, hít vào một hơi thật sâu. Bạn võng lưng ngẩng mặt, nâng cằm lên. Tư thế con mèo. Thở ra. Cong lùi lưng ra sau. Sâu, sâu, thật sâu ra sau. Kéo giãn vai và cánh tay của bạn. Hít vào. Võng lưng ngẩng mặt lên. Thở, thắt chặt bụng, cong lưng ra sau. Ba, hít sâu. Thở ra. Bốn, hít vào. Cảm nhận cái động tác của bạn uyển chuyển hơn rất nhiều rồi đúng không nào? Thở ra. Quay xương cụt vào trong trước, sau đó hít xương đốt sống lưng rồi đến đầu của bạn. Hít vào nhịp cuối. Thở ra. Thật cạn thở hết. Rồi đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu. Hít vào một hơi thật sâu. Thở ra. Bạn chống mũi chân, đẩy mông lên.
đẩy mông lên thì cái chân của chúng ta đừng thẳng vội, hãy lùi mông ra sau và vai ra sau trước. Thế sau đó mới nhón gót đi bộ tại chỗ để duỗi thẳng cho gân chân và dây chằng ở chân của bạn, ép gót chân, sau đó hít vào thật sâu, thở ra, hạ đầu gối xuống, lùi mông ra sau, trượt dài thật dài thật dài tay về phía trước. Sau đó bạn trườn 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 cơ thể về phía trước, tư thế rắn hổ mang, từ từ hít vào, lại chống mũi chân, bạn lùi đẩy cái mông của bạn ra sau, giãn dài, giãn dài lưng vai đó, hạ khuỷu tay xuống. Hai, hít vào, bạn đẩy cơ thể bạn lên, trườn cơ thể về phía trước đó, thở ra, hạ trán xuống, hít vào, chống mũi chân, lùi mông ra sau, kéo giãn vai lưng và cằm chạm sàn nếu tới, rồi thở ra, trườn này đó, thật chậm rãi, trườn cơ thể của bạn về phía trước, hạ bụng, hạ ngực, hạ trán xuống, thở hết, thở hết. Rồi hít vào, chống tay, gồng chắc cái vùng bụng của bạn lại, lùi mông ra sau, giãn thật mềm cho lưng, vai và ngực của bạn. Động tác này rất tốt cho việc hết đau lưng luôn, hết đau lưng, đau vai. Rồi từ từ hít sâu, cuộn người về phía trước, trườn, 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 trườn cơ thể về phía trước, tư thế rắn hổ mang, hạ bụng, hạ ngực, hạ trán xuống, sau đó duỗi thẳng hai chân ra, áp má xuống rồi ngửa lòng bàn tay, thư giãn, thả lỏng cho tay vai một chút bạn nhé. Hít thở đều, hít sâu, thở chậm, hít vào, thở ra. Rồi từ từ hai tay chống ngang vai, chống ngang vai, duỗi mũi chân mở bằng vai đó, duỗi mũi chân mở bằng vai, hạ trán xuống, hít vào một hơi thật sâu. Bạn ngóc đầu lên, ngóc cái đầu của bạn lên, sau đó mở hai tay sang ngang, đưa hai tay ra sau, hướng hai lòng bàn tay lại với nhau, giữ 5 giây, 5, 4, 3, 2 và 1, từ từ hít vào, thở ra, hạ trán, hạ ngực xuống, rồi tiếp tục hít vào, ngóc đầu lên, nâng hai tay sang ngang, quay lại, hướng lòng bàn tay vào nhau và bạn giữ ở đây, hít thở đều, 5, 4, 3, 2 và 1, hít vào, đưa tay trở về vị trí ban đầu, thở ra, hạ trán xuống, rồi chậm rãi bạn lùi mông ra sau, hít sâu, lùi giãn thật mềm, thật mềm, thật mềm cho mông của bạn, hạ khuỷu tay xuống, sau đó hạ trán xuống, điều hòa hơi thở, hít vào, thở ra, hít vào thật sâu và thở ra từ từ, sau đó hít, nhấc đầu, cong và cuộn từng đốt sống lên, đầu lên sau cùng, nâng thẳng cơ thể lên, hai tay để trên đầu gối, bạn điều hòa hơi thở đi, hít vào, thở ra, hít sâu, thở chậm. Giữ nguyên tư thế ngồi nha bạn. Tư thế ngồi kim cương. Đó, tư thế ngồi kim cương. Từ từ hít vào một hơi thật sâu. Bạn xoay vai này, xoay vai, đẩy ngực về phía trước. Hai tay của bạn đan ra phía sau. Đẩy căng, thật căng, thật căng cái lồng ngực của bạn lên. Căng đến đâu thì cánh tay bạn duỗi thẳng đến đấy. Đúng rồi, nâng căng cằm lên. Đó, các ngón tay chạm nhẹ vào bàn chân. Từ từ hít vào, thở ra, hóp chặt bụng lại, xả hết khi thắt chặt, hạ, xả đến đâu thì trán của bạn được hạ xuống dưới sàn tới đó.
thật chậm rãi thôi nha. Chậm rãi, chậm rãi nâng hai cánh tay lên theo khả năng của mình. Rồi thêm một vòng nữa, hít vào. Dùng cơ bụng kéo cơ thể lên. Đó, kéo cơ thể, đẩy căng lồng ngực, đưa tay ra sau và vươn cái ngực của bạn lên. Lần này chúng ta giữ 10 giây, hít thở đều, cố lên theo khả năng của mình. Bạn nào chóng mặt thì có thể bỏ qua tư thế này nhé. Hít sâu, thở chậm. Hít vào, thở ra. Từ từ hít vào, thở ra. Thật chậm, xả hết khí. Rồi hạ cơ thể thật chậm thôi, chậm thôi, chậm thôi. Hạ trán xuống, rồi đưa hai tay, nâng hai tay lên. Bạn giữ ở đây, hít thở đều 10 giây. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào. Rồi dùng cơ bụng gồng chắc, cơ bụng kéo cơ thể lên một cách dễ dàng. Thở ra, thoát hai tay, thả lỏng tay vai, xoay thư giãn vai. 1, 2, 3 và xoay ngược lại. 3, 2 và 1. Đưa cơ thể về vị trí ban đầu. Từ từ bạn đi bộ hai tay về phía trước. Đó, chống bàn tay xuống. Duỗi chân tư thế chuẩn bị của con mèo đó bạn. Hít vào thật sâu. Thở ra. Chống mũi chân này, chống mũi chân. Gồng chắc cái vùng bụng lại nhé. Nâng chân đầu gối lên cách sàn 5-7cm. Hít vào. Thở ra. Lùi vai, mông ra sau. Sau đó mới hạ gót chân xuống. Từ từ hít vào thật sâu. Thở ra. Chung đầu gối. Đó. Đổ cơ thể về phía trước. Giống tư thế con mèo nhưng gối không chạm sàn. Từ từ hít vào. Lùi mông ra sau, vẫn co gối. Thế. Rồi duỗi thẳng căng tay và chân, giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Sau đó hít vào. Thóp chặt, đẩy cơ thể về phía trước. Bước chân phải thẳng lên, bước chân phải thẳng lên. Thế duỗi thẳng căng chân trái. Duỗi thẳng căng chân trái cả lớp nhé. Sau đó chúng ta nhún nhẹ này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Thế rồi duỗi thẳng chân trái ra, chống tay trái xuống. Bạn nâng vươn tay phải, đẩy cao hông lên và giữ ở đây, hít thở đều. Hít bụng phình lên. Thở ra, xẹp bụng lại. Hít vào. Và thở ra. Từ từ hít sâu. Thở ra. Hạ tay của bên phải xuống. Sau đó bạn rút chân phải ra sau, tư thế chữ V ngược, ép vai xuống. Rồi tiếp tục hít vào. Hót chặt bụng, đẩy cơ thể về phía trước. Bước chân trái lên. Chúng ta nhún nhá. Nhún đầu gối này. 1, 2, 3, 4, 5. Đúng rồi, sau đó nâng cao cái chân phải, thiết chặt chân. Hít vào thật sâu. Đẩy cao hông, vươn tay trái lên để đầu gối chúng ta vẫn thẳng với cổ chân. Bạn giữ ở đây, hít thở đều. Hít vào. Thở ra. Hít vào thật sâu. Và thở ra từ từ. Sau đó hít vào. Thở ra. Bạn hạ tay xuống. Rồi rút chân trái ra sau, tư thế chữ V ngược. Ép sâu vai, đẩy cao mông của bạn lên. Hít thở đều. Hít vào. Thở ra. Rồi hít vào thật sâu. Thở ra. Hạ đầu gối xuống. Kiễng cái mũi chân của bạn. Cong lùi mông ra sau. Cong. Cuộn từng đốt, từng đốt, từng đốt sống lên. Đầu lên sau cùng. Nâng thẳng cơ thể lên. Giữ nguyên tư thế ngồi, mông ngồi lên trên gót chân. Mũi chân trống này bạn. Sau đó hít vào một hơi thật sâu. Vươn tay của bên phải lên. Thở ra.
bạn vặn mình qua bên phải, nắm vào gót chân của bên phải, đồng thời vươn cánh tay trái thẳng lên, mắt nhìn xuống. Giữ hít thở đều, hông của bạn được đẩy thẳng về phía trước nhé. Sau đó hít vào một hơi thật sâu, thở ra, bạn hạ tay trái xuống. Tiếp tục hít vào, vươn tay trái lên, thở ra, nâng hông này và nắm tay trái vào gót chân của bên phải. Bên trái, vươn cánh tay phải lên, mắt bạn nhìn xuống, hít thở đều. Hít bụng phình lên, thở ra, xẹp xuống. Từ từ hít vào, thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng. Bạn thấy tư thế dễ tập không? Tư thế lạc đà một nửa. Rất là dễ tập mà ngửa, mở cái vùng ngực của chúng ta cực kỳ hiệu quả. Tác động đến cảm xúc của chúng ta rất là mạnh khi mà chúng ta tập tư thế này. Chúng ta vui hay chúng ta buồn là ở cái việc ngực của chúng ta có mở hay không ạ. Mở được ngực tốt thì chúng ta sẽ vui. Từ từ hít vào, nâng tay phải lên, nâng mông, đồng thời quay này, đó, quay này, nâng đến đâu bạn quay đến đấy, nắm và duỗi thẳng cánh tay trái. Bạn giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1, hít vào, thở ra. Bạn hạ hông xuống, hạ tay xuống, nó rất là an toàn cho thắt lưng của bạn. Nhịp cuối cùng hít vào, nâng vươn cánh tay trái lên, thở ra, vặn qua bên trái, rồi vươn thẳng cánh tay phải lên. Bạn giữ ở đây, hít thở đều này. 5, 4, 3, 2 và 1, từ từ hít vào, thở ra. Bạn hạ hông xuống, rồi ngửa lòng bàn chân, mông ngồi lên gót chân, kéo giãn lưng vai, cúi đầu xuống, hít thở đều. Giữ ở đây 5 giây, hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. 5, 4, 3, 2 và 1, từ từ hít và nâng thẳng cơ thể lên, thở ra. Bạn hạ mông qua bên phải, duỗi thẳng chân, rồi từ từ chúng ta kéo cái mông của chúng ta ra sau, hít vào thật sâu, nâng vươn hai tay lên. Sau đó bạn đan hai tay lại, lật ngược lòng bàn tay, ngửa mặt nhìn lên đi, hít thở đều. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1, hít sâu, thở ra, vươn người về phía trước, nắm móc lấy hai ngón chân cái của bạn, vươn cái ngực về phía trước đi ạ. Và chúng ta giữ ở đấy 30 giây. Cần nhất cái ngực của bạn được vươn mở về phía trước, hai chân được duỗi thẳng, không cần gập sâu nha bạn, cứ thế giữ ở đây, hít thở đều. Hít vào và thở ra. Năm, bốn, ba, hai và một, từ từ hít vào, nâng vươn hai tay lên, vươn hai tay, giãn giãn thật mềm cho xương sống, thở ra. Bạn hạ tay xuống, thả lỏng cho chân. Bạn cảm thấy thế nào? Tất cả các bộ phận trên cơ thể được giãn mở hết và cảm thấy rằng là cái sự thư thái trong từng động tác, đúng không? Bây giờ thì chúng ta nằm xuống nha. Duỗi thẳng hai chân sang hai bên, hai tay xuôi theo thân, bạn gập cằm xuống đi, thả lỏng các khớp, các cơ, thả lỏng từng đốt sống, thả lỏng khuôn mặt, thả lỏng đôi lông mày. Hãy loại bỏ mọi suy nghĩ, lo lắng, công việc trong đầu. Tập trung tâm trí hoàn toàn vào hơi thở. Hãy hít vào thật sâu. À.
Hãy hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Hít vào, thở ra. Và cảm nhận cơ thể bạn lúc này đang được bao phủ bởi làn sóng thư giãn. Làn sóng năng lượng thư giãn đang bao trùm toàn bộ cơ thể bạn. Thư giãn cho các khớp, các cơ. Thư giãn cho từng đốt sống. Thư giãn cho khuôn mặt. Thư giãn cho đôi lông mày. Và cảm nhận toàn bộ cơ thể bạn lúc này đang được thư giãn và mềm mại, nhẹ nhàng, thanh khiết. Cơ thể bạn hoàn toàn được thư giãn, thư giãn, thư giãn. Hãy tưởng tượng như bạn đang nằm trên thảm cỏ xanh non, đầy hoa trái và bầu không khí trong lành của thiên nhiên. Từ từ, bạn đang đi vào sâu bên trong chính bạn để kết nối với chính bạn, kết nối với con người bên trong bạn. Bạn và nguồn năng lượng của vũ trụ đang hòa vào làm một, trở thành một thể thống nhất, hoàn thiện. Lúc này đây, toàn bộ cơ thể bạn, tâm trí bạn và từng tế bào bên trong cơ thể bạn đang được lấp đầy sự biết ơn với những điều mà bạn đang có. Và khi bạn đang sống từng giây phút trong sự biết ơn thì vũ trụ sẽ gửi cho bạn nhiều điều tuyệt vời hơn nữa. Hãy hít vào sự biết ơn, thở ra để lan tỏa lòng biết ơn và cảm nhận sự biết ơn đang thấm vào từng tế bào, thấm vào từng mạch máu và đang tuôn chảy đều toàn bộ cơ thể của bạn, lấp đầy tâm trí và tâm hồn của bạn. Ngay lúc này, bạn đang dần trở nên hạnh phúc. Hãy nhẹ nhàng mỉm cười với một trái tim đầy yêu thương và đón nhận những điều tuyệt vời đang tuôn chảy vào cuộc sống của bạn. Bạn hãy cảm nhận nguồn năng lượng biết ơn đang lấp đầy cơ thể khỏe mạnh, cơ thể đẹp đẽ của bạn. Bạn biết ơn cơ thể tuyệt mỹ của bạn, biết ơn trái tim khỏe mạnh, biết ơn bộ não minh mẫn. Bạn biết ơn đôi mắt sáng long lanh giúp bạn nhìn rõ mọi vẻ đẹp, mọi vật mỗi ngày. Bạn biết ơn đôi tai khỏe mạnh giúp bạn nghe rõ mọi âm thanh ngọt ngào của cuộc sống. Bạn biết ơn tất cả các bộ phận hoàn hảo trên cơ thể bạn. Và cơ thể bạn lúc này đang hoàn toàn được thư giãn và thật mềm mại, nhẹ nhàng, thanh khiết. Cơ thể bạn đang hoàn toàn thư giãn, thư giãn, thư giãn. Từ từ đánh thức cơ thể bạn, nhúc nhích các ngón chân, ngón tay, xoay nhẹ cổ chân, cổ tay, quay đầu sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, đưa đầu về trung tâm, khép chân lại, hít vào, vươn hai tay qua đầu, dẫn giữ thật cho cơ thể, rồi từ từ nghiêng mình qua bên phải, sau đó nhẹ nhàng
nâng cơ thể ngồi dậy. Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong bài tập ngày hôm nay rồi. Và bạn cảm thấy thế nào? Động tác của chúng ta càng ngày càng uyển chuyển, nhẹ nhàng, mềm mại và thư thái hơn trong từng bài tập, đúng không ạ? Và ngày hôm nay là ngày cuối cùng của chương trình luyện tập của chúng ta rồi. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành rất là xuất sắc khóa học này của Nguyễn Hiếu. Và Nguyễn Hiếu rất là mong rằng là sẽ gặp lại chúng ta vào những khóa học chuyên sâu tiếp theo của Nguyễn Hiếu, như là giảm eo thần kỳ, giảm bụng, nâng mông và thiết kế đường cong, vào một chuỗi những cái chương trình tiếp theo của Nguyễn Hiếu sẽ giúp chúng ta kiến tạo và thiết kế cái form hình thể chuẩn như là mình mong ước, được không ạ? Và trong những chương trình tiếp theo thì Nguyễn Hiếu cũng có hướng dẫn các bạn cả những cái chế độ ăn uống thải độc và làm sạch thanh lọc cơ thể, để cơ thể của chúng ta có được cái sự thay đổi, đổi mới, khỏe đẹp từ trong những cái tế bào, khỏe sâu từ bên trong của mình, rồi toát ra được những cái vẻ đẹp từ bên ngoài để bền vững nhất, được không bạn? Và cảm ơn bạn đã hoàn thành xong bài tập ngày hôm nay. Và nhớ chia sẻ ngay cái chương trình này tới cho bạn bè và người thân xung quanh của chúng ta cùng được luyện tập với Nguyễn Hiếu bạn nhé. Và bạn thân mến, Nguyễn Hiếu xin dừng cái livestream này ngay tại đây. Và nếu như bạn có bất cứ thắc mắc hoặc là câu hỏi gì thì hãy bình luận xuống phía dưới hoặc là inbox cho Nguyễn Hiếu, để Nguyễn Hiếu cùng với cả đội ngũ sẽ giải đáp cho các bạn được kịp thời, để giúp cho quá trình luyện tập của chúng ta đạt được hiệu quả cao nhất bạn nhé. Tạm biệt.